Chào tất cả các bạn. Cũng như mọi ngày, shop mình có những cái sản phẩm độc lạ thì mình sẽ làm những cái video đánh giá gọi là chi tiết để cho anh em xem. Hôm nay trên bàn mình đây đó là chiếc Dell XPS 9250, một sản phẩm mới nhất mới được ra trên thế giới của Dell. Anh em có thể nhìn thấy hình thức của nó. Mà hôm thì mình hay đánh giá những cái sản phẩm như là 9350, 9360 và 9365. Còn các sản phẩm màn 15 như là 9550, 9560 thì hôm nay mình sẽ đánh giá một sản phẩm màn hình 12.5 inch. Đây là một sản phẩm trực tiếp cạnh tranh với Surface của Microsoft. Anh em có thể thấy những thiết kế của nó là như này. Chúng ta rút ra nó sẽ thành một cái máy tính như này. Nó chạy hoàn toàn độc lập. Rất là đẹp. Các bạn lưu ý màn hình 12.5 inch nhưng nó độ phân giải của nó lên đến 4K. Và hiện nay mình chỉ thấy chiếc Razer Blade năm 2017 là có màn hình 12.5 inch 4K. Và đây là chiếc Dell, là chiếc thứ hai. Sản phẩm rất là mỏng. Nó cạnh tranh trực tiếp với Surface của Microsoft. Sản phẩm này của Dell thì nó cạnh tranh trực tiếp với chiếc iPad Pro này, Surface của Microsoft này. Và tất cả các hãng như là Samsung và các hãng sản xuất khác như là HP thứ thì đều đang chạy đua một chiếc cái phân khúc doanh nhân màn hình 12 inch 4K như chiếc Dell này. Mình sẽ đánh giá chi tiết cho anh em xem sản phẩm. Mời tất cả anh em xem hình thức tổng thể của chiếc Dell XPS 9250. Khi gập vào thì nó như này. Anh em lưu ý nó đeo nó được bán kèm theo cái bộ da bên ngoài để bảo vệ máy như này. Đấy. Chúng ta sẽ gặp bài này thôi. Và khi mở ra thì anh em lưu ý này, nó mình chỉ đặt vào đây. Thực sự là cái màn hình nó quá là tuyệt đẹp. Dạng bàn phím anh em có thể thấy này, đặc quyền của Dell. Hầu như là không, mình gõ thử này, chẳng nghe tiếng động gì cả, rất là êm. Mặt phím nó làm này, có khả năng chống bám vân tay khá là tốt. Mình sẽ xem hết các cổng kết nối cho anh em xem. Cái dock này bên dưới thì nó chỉ có chức năng phím thôi, và cả touchpad có đèn led phím thôi chứ không có cái cổng kết nối gì cả. Khi chúng ta cần sử dụng bàn phím thì chúng ta sẽ để như này, nhưng mà khi chúng ta không cần thiết thì chúng ta chỉ nhấc như này. Mình sẽ giới thiệu các cổng kết nối của nó. Ở bên cạnh tay phải của tôi đây thì chỉ có nút duy nhất, đó là nút nguồn. Cái lỗ này gọi là lỗ khóa của máy này. Và các bạn có thể nhìn hai cái điểm nhỏ này, đó là hai cái loa mà nó trang bị camera đằng trước đây. Đằng sau có thêm một camera. Lỗ nhỏ đây là mic này. Và hai cổng, một cổng Thunderbolt đây. Và một cổng sạc. Nó còn gọi là cổng USB-C này. Và đây là đầu đọc thẻ, đây là nút volume. Đây là lỗ phone, vẫn có lỗ phone 3.5 inch. Còn cái này thì chúng ta cắm vào là tín hiệu để chúng kết nối bàn phím này. Mình sẽ đặt vào. Nó có cảm biến xoay nha anh em xoay chỗ nào thì cái cảm biến nó sẽ tự động xoay như trên các máy tính bảng bình thường. Rất ấn tượng với cái màn hình của nó 4K. Cái này là có cảm ứng nhé, anh em đụng vào thì nó lên này. Đấy, cửa sổ. Mình sẽ giới thiệu qua về cấu hình của máy. Anh em có thể thấy này, máy chạy Windows 10 Home 64 bit, XPS 12.9250. Máy được trang bị vi xử lý consumer này. Anh em có thể thấy là M5 này, 6i54, 1.1, 4 CPU và có thể hoạt động tối đa là 1.5. Và RAM trên máy được trang bị là 8GB. Máy được trang bị in card màn hình Intel Graphics 515. Anh em có thể thấy dung lượng nó xe từ RAM ra 4GB. Và độ phân giải của màn hình là 3840x2160, 32bit, 60Hz. Mình sẽ kiểm tra dung lượng ổ cứng. Anh em có thể thấy là máy chạy chuẩn ổ cứng 256GB và có phân vùng recovery bản quyền ở trong máy đây. Bây giờ mình sẽ thử hiệu năng của cái màn hình 4K này, xem nó hiển thị những đoạn video 4K nó tốt như nào cho anh em cùng xem. Mình sẽ thử tính năng cảm ứng trên chiếc màn hình này trước. Đúng là màn hình 4K khác, anh em nhìn những cái chữ này nó led rất là led này. Không, mình cái zoom ra không hề bị vỡ với gì cả, mà chữ icon nó rất là led sắc nét luôn.
Ngày xưa mình vẫn ấn tượng của chiếc HP ngày xưa là DV2000, à đâu nhỉ? Làm gì nhỉ? HP TX1000 với TX2000 ngày xưa nó có cái cảm ứng mình vẫn nhớ mãi. Cảm ứng nó ngày xưa nó là cảm ứng điện dung, nó rất là chậm. Này, bây giờ có người đặt cảm ứng đa điểm như anh em này, vuốt sướng. Bây giờ mình sẽ thử đoạn video 4K mọi người cùng xem. Anh em có thể thấy là mình đã mở sẵn một đoạn video 4K trên YouTube đây. Màn hình nó thể hiện quá là xuất sắc. Khả năng tái tạo màu rất là tốt này, anh em nhìn thấy màu của con rắn này. Đây là quay qua một cái màn hình rồi mà nó nhìn nó vẫn rất là thật này. Mình sẽ xoay các góc nhìn khác xem nó như nào. Đây là góc nhìn 9 độ này, anh em vẫn có thể nhìn được này. Với khả năng hiển thị IPS, độ phân giải lên đến 4K thì những cái màu sắc, những cái độ phim mà chúng ta trải nghiệm những cái định dạng video cao thì rất là tuyệt vời. Ok. Tổng quan lại thì chiếc Dell XPS 9250 nó được đánh giá vào phân khúc máy doanh nhân và được trang bị core chủ mới Intel, và ổ cứng của nó được trang bị 256GB SSD chuẩn tốc độ cao và RAM trang bị trên máy là 8GB, cả màn hình G5Fix 515. Đánh giá tổng thể thì chiếc máy tính này thì nó mạnh hơn một chiếc máy tính bảng một chút vì nó không được trang bị trạng tần nhiệt, và cái chip này thì hoàn toàn giống với các thế hệ lưu mát của Apple và một số dòng máy của Samsung, đó là không được trang bị quạt tản nhiệt. Nó hạ xung nhịp chip xuống nhưng mà cái khả năng hiển thị đồ họa và kể cả các bạn đã thấy là khả năng hiển thị màn hình 4K này nó vẫn rất là tốt và rất là mượt. Thì với một chiếc máy này thì chủ yếu là phục vụ với các tầng lớp doanh nhân, chủ yếu là đi lại nhiều, và thời lượng pin trên máy được giới thiệu là khoảng 11 tiếng sử dụng, có nghĩa là cả một ngày anh em đi làm không cần phải mang lo nắng mang cái sạc pin như thế này. Một chiếc máy như thế này thì anh em có hỏi mình là có khả năng chơi game online mạnh hay không thì mình cũng trả lời luôn là cái máy này vẫn có khả năng chơi các game online được, nhưng các bạn lưu ý thì nó cũng không thể chơi khỏe trên những chiếc máy chuyên nghiệp được, mà chủ yếu dòng này vẫn dành cho những cái người mà làm các công việc đơn giản văn phòng thôi. Còn anh em vẫn có thể đọc các bản vẽ 3D hoặc là các mẫu để chúng ta chỉnh chiếu đi cho xem khách hàng thì có thể dùng cái máy này làm được, nhưng mà để làm việc chuyên nghiệp mà để vẽ hoặc làm đồ họa chuyên nghiệp thì chiếc này không đáp ứng được, thì chúng ta liệu và chúng ta lựa chọn. Còn với giá bán trên thị trường thì một phiên bản như thế này nó khoảng dưới 30 triệu đồng, cũng không phải ai cũng đủ điều kiện để sở hữu như này, nhưng mà đối với các bạn mà có những cái công việc bận rộn di chuyển nhiều thì một chiếc máy đi làm như này thì hoàn toàn hợp lý. Và chúng ta gập như này, nó rất là nhẹ, nó chỉ hơn 1kg thôi. Và chạy hệ điều hành Windows đầy đủ và trang bị hầu hết những cái tính năng mạnh nhất trên công nghệ của năm 2017, đó là được trang bị màn hình 4K và thời lượng pin lên đến 10 tiếng, đó là chiếc Dell XPS 9250. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Còn anh em mà cứ đăng ký rồi và là có những cái câu hỏi gì liên quan đến công nghệ thông tin mà không biết thì anh em vui lòng comment bên dưới, như mọi ngày tớ sẽ biên tập lại và trả lời các câu hỏi cho anh em xem. Còn có những cái sản phẩm mới gì độc thì ngày nào tớ cũng làm video, anh em cứ theo dõi là biết những cái sản phẩm mới trên thế giới hiện nay đang có ở Việt Nam.